Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng Lý Vlog nhé. Hiện nay mình đang đứng ở cái cổng chào của thị trấn nhé. Mình sẽ vào trong thị trấn để review cho mọi người xem nhé. Hôm nay có gì mới lại không nhé. Hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi. Phương tiện cũng đi lại cũng đông dần rồi mọi người. Trời hôm nay thì nắng đẹp, rất thích hợp cho việc đi chơi và quay video cho mọi người cùng xem. Mọi người có thấy vườn đắc song của mình đẹp không nhỉ? Phải nói là quá đẹp mọi người ạ. Được mệnh danh là thị trấn cao nguyên của tỉnh Đắk Nông nhá. Bên này là xưởng để lắp ráp và sản xuất túi hạt tiêu nhé mọi người nhé. Đấy, nhà thang để hái tiêu. Bên kia cũng vậy. Còn phía bên tay trái của mình là có điện máy Lộc Linh nhé mọi người. Chuyên mua bán sản xuất điện thoại, máy cắt tóp nhé, rất nhiều mặt hàng khác nhau nhé mọi người. Góc này thì có cái công viên rất là đẹp mọi người ạ. Đắc Song được thành lập cũng khá lâu rồi mọi người ạ. Dân cư sống chủ yếu về buôn bán và trồng nhiều loại cây ăn trái như bơ, chanh dây, sầu riêng. Họ sống chủ yếu là về cây tiêu và cây cà phê là kinh tế mạnh nhất ở huyện. Còn ngoài thị trấn thì họ cũng sống riêng lẻ thôi. Sống ở trên đồi, núi, dân cư cũng thưa thớt mọi người. Bình quân đầu người thì thu nhập vào khoảng 1 đến 200 triệu trên một năm mọi người nhé. Còn nếu mà người ta trồng được số lượng nhiều thì tùy theo giá cả, nhưng mà được giá được mùa nữa là vào khoảng 500 đến 1 tỷ trên một năm nhé mọi người nhé.
rất là phát triển nha mọi người nhé. À, nếu mà ai mà có dịp á lên chỗ mình chơi á là mình sẽ giới thiệu đến mọi người và dẫn mọi người đi chơi một vòng của thị trấn nha, để mọi người biết thêm về quê hương mình nha mọi người nha. Quá đẹp mọi người ạ. Xây theo kiểu kiến trúc châu Âu. Là cái bàn thờ ông Chúa nha mọi người. Đây là cái bảng khánh thành nhà thờ nha, giáo xứ Hòa An nha, mọi người nha. Được khởi công vào ngày 5 tháng 5 2010, thánh thành cống hiến 29 tháng 5 2013. Vậy là cái nhà thờ này được thành lập hơn 10 năm rồi mọi người. Nhưng mà nhìn còn đẹp lắm mọi người. Nhìn bên ngoài nhìn rất là màu, rất là nổi. Giáo phận Buôn Mê Thuột. Vâng, trong thị trấn Đắk Song cũng có công trình điện gió nhé. Công trình này được khởi công xây dựng vào tháng 7 vừa rồi nhé mọi người nhé. Xây dựng cũng được khoảng 4 tháng, bây giờ là tháng 11 rồi mọi người nhé. Rồi mình sẽ tiến vào gần để quay cho mọi người cùng xem nhé. Chứ ở đây mình góc quay xa quá, mọi người nhìn cũng chưa thấy được rõ mấy. Mình đã chạy hơn 20 cây số để về quay công trình điện gió cho mọi người cùng xem nhé. Ở đây mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình điện gió này nhé mọi người nhé. Đây đây rồi. Ủa, đẹp quá mọi người ơi. Cánh của nó dài là khoảng 75 mét nhé. Dài bằng gần mà cái cánh của cái máy bay nhé mọi người nhá. Trụ của nó cũng to lắm mọi người ạ. Công trình này cũng được lắp vào khoảng mấy tháng rồi. Theo mình được biết thì tầm có tháng 6, tháng 7 người ta mang về lắp rồi nhé mọi người nhá. Nhưng mà lúc đó thời điểm đó là còn mùa mưa cho nên là chưa có gió, là chưa quay mà mình cũng chưa có thời gian để mà quay cho mình xem. Hôm nay thì vào mùa gió rồi. Tiêu là cho nên là có gió là lắp cái này vô là nó cái cánh nó quay nó phát điện là đấy, chắc có lẽ là hòa vào điện lưới quốc gia nhá mọi người nhá.
quay cho mọi người cùng xem nhé. Đi nào. Đây mọi người có thể chiêm ngưỡng mà nhá. Mình nhìn thấy này, chóng mặt luôn mọi người. Đấy, cái chân cột là mình quay đi vòng cái chân cột là 50 giây luôn đấy mọi người nhé. Nói là nó to thế nào. Đây là cái bậc thang để đi lên cái cột cánh quạt gió nhé. Cánh quạt gió mà nó quay là nó sẽ phát điện xuống đây nhá. Phát điện xuống đây. Rồi ok. Mình sẽ quay cận cảnh xem nó to thế nào nhá. Đây là góc quay gần nhất nhá. Khổng lồ không mọi người, to bằng mấy cái thùng phi luôn mọi người ạ. Quay chóng mặt luôn mọi người. Đấy là khi mà cái cánh quạt gió nó dẫn điện xuống ạ, là nếu không nhầm thì theo mình nghĩ đây là cái tổ máy phát điện nó sẽ nằm ở đây. Đây nhá, có chữ Trung Quốc nha mọi người nhá. Đây, đây là nhà đầu tư chắc là đến từ Trung Quốc. Đây, chữ Trung Quốc đây nhá. Đây. Đây là biển báo. Đây chắc là khả năng là biển báo đây. Báo nguy hiểm đây rồi. Bên này cũng vậy nhá. Đây. Xin tiền. Đấy toàn chữ Trung Quốc anh em ạ. Cũng không biết đọc mà nghe. Đây. Đấy, phía bên này cũng có biển báo luôn. Đó nguy hiểm. Đây. Đây, đây 1 2 3 4 cái tổ máy phát điện nhá.
Vâng, hành trình khám phá của Hoàng Linh đến đây là kết thúc rồi. Hoàng Linh xin cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi và ủng hộ video của Hoàng Linh nhá. Hoàng Linh xin hứa lần sau sẽ đưa mọi người đi chơi và khám phá nhiều cảnh đẹp hơn nữa để truyền tải đến cho mọi người cùng xem. Hoàng Linh xin chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, Hoàng Linh xin chào và hẹn gặp lại.